Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình lại ra ngoài vườn hồng để thăm vườn tỏi mọi người ơi. Nên là mình quay cho mọi người xem cây dâu nhé mọi người. Đây là cây dâu tằm mọi người ơi. Rất là sai quả và trái và cây cũng rất là to nhé mọi người. Mọi người nhìn này. Cây dâu tằm giờ. Ôi, quả là nó chín mộng mọi người nhìn thích chưa này. Ôi, mấy tuần này mình không ra mà nó đã chín mộng hết rồi, mình gặt quả này mình ăn. Quả nó đã chín hết rồi mọi người. Mọi người nhìn này. Wow, thích quá. Không ngờ đây là đến mùa hè này là nắm cây ăn quả quá. Ui, đã quá. Mọi người nhìn thấy cây dâu này. To. Thích thật đấy. Ui, chín nhiều lắm, quả chín nhiều lắm mọi người. Này. Nhưng mà nó hơi bị cao. Để mình sang bên này mình xem nào. Mình xem quả nào ăn được mình gặt. Ui, cây dâu này to thật đấy. Mọi người nhìn thích chưa? Ây à. Cái quả đó là mình thấy bác chủ vườn cũng gặt nhiều lắm rồi đấy. Bây giờ mình thấy nó ra, mình thấy nó chín gặt tiếp. Hai cây rất là to nha mọi người. Để mình ra này, mình quay cho mọi người xem. Đây này. Cái dâu ra tốt quá, quả nó ra rất là tốt. Thì lâu lắm rồi hôm nay mình mới ra thăm vườn mọi người ạ. Không ngờ nó cây nó lên và quả nó lớn đã được ăn rồi mọi người, mình ngạc nhiên quá. Ui, thích chưa này, mình sẽ ở bên kia có cả quả nhót mọi người ạ, để mình qua mình gặt cho mọi người xem. Cây nhót đấy là nó rất là sai quả. Tại vì nó không có lên quả cho nên mình chẳng biết là cây gì nữa mọi người. Mọi người ơi, đây là cây nhót này. Cây nhót bên này nó rất là bé nhá, nó không có to như ở nhất Việt Nam mình đâu. Mình sẽ gặt quả này mình ăn này. Chà vào quần lau cho nó sạch. Ui, nhìn thích chưa này. Đây là bác ấy trồng mấy cây liền đó. Sướng quá. Ui thôi, ra được ăn ké mấy cái quả này. Ăn luôn. Cái chát à. Cây nhót chín hết rồi mọi người. Cây nhót bên này nó bé tẹo à. Bé tẹo tẹo tẹo. Mọi người nhìn thấy chưa này. Bên kia cũng có một cây nhót nữa này. Đây. Nhưng có 3 cây nhót thôi. Đây. Ăn nó còn ngọt, nó chất chát. Bé xíu à. Cây quả bé xíu. Nó giống, nó bé như giống như quả cây trứng cá. Tầm quả bằng quả cây trứng cá thôi mọi người. Ngon quá. Sai quả thật đấy. Ui, mọi người nhìn thấy cái chùm này này. Quay gần cho mọi người xem nhá. Đây, nhìn chùm này. Sai vắn quả vào, nhìn thích quá. Ui, cái quả này nó sai này. Ui, nhìn thích thế. Wow, cái cây nó sai vắn vào mọi người ạ. Nhìn này. Sai chịu quả luôn. Ngon lắm mọi người. Tuy nó hơi chát chát nhưng mà ăn rất là ngon. Thì cái quả này ở bên mình gọi là ở quê mình gọi là quả nhót. Mình không biết là ở nơi khác thì gọi bằng quả gì, bởi vì ở ngoài nó có cái vỏ vẩy vẩy đó mọi người. Mình phải trà đi, mình phải lau đi, mình ăn. Mọi người, đây có phải là quả cherry không mọi người? Đây là hình như là cherry vàng hay sao ấy. Mình nhìn thấy hình như là cherry vàng. Đây này, cái quả nó như thế này là mình không dám. Hình như cherry mọi người ạ. Nó chưa chín. Để mình thử hái một quả mình ăn xem.
Ui dồi, đây này. Mình vái một quả mà nó lại thành hai quả nó dính vào nhau này. Đẹp chưa? Quả này như là quả cherry vàng phải. Mình ăn thử xem nào. Ui, lần đầu tiên, thật sự lần đầu tiên trong đời mình mới tận mắt chứng kiến một cái chứng kiến và hái một cái quả cherry. Cherry thật mọi người ơi. Cherry. Ngon quá. Cái này mà nó mà chín nữa thì ngon. Mấy cái hồng này nó bắt đầu nó. Mọi người nhìn bên kia là cây mơ mọi người. Cây mơ rất là sai trái nhá. Ôi da, mình để nó ở đây. Thì mình quay cho mọi người xem quả cây cherry nhá. Ui nhìn đã lắm mọi người ơi, lần đầu tiên trong đời mình thấy những cái quả cherry và cây cherry đây này. Nó ra từng chùm chùm chùm. Lúc còn mùa đông đó, nó không có ra lá với rau quả thì mình không biết là cây gì. Bây giờ mình ra đây mình mới biết là đây là quả cherry mọi người. Ui nhìn cái chùm này nó sai, thích quá. Ôi mê quá mọi người ơi. Nhìn thích quá cơ. Đây nữa này. Wow. Để mình sang đây mình quay cái quả mơ cho mọi người xem nhá. Cây mơ này. Cây mơ bây giờ là quả trái rất là sai và to quả mọi người nhìn này. Sai chịu cành luôn đấy. Quả nó to lắm. Quên mình không mang quả lọ súp ra mình ăn. Quả này nó chua lắm. Ôi sai thế. Mình hái dâu tay mình nó bẩn. Đây mọi người nhìn này, đây cái mơ này. Quả này to chưa? Để mình qua bên này, mình quay tiếp. Cái cây đây là cây gì? Đây, như cây này cái mận thì sao mọi người? Phải không biết. Đây này, quả này, quả mận thì sao? Đây cũng là quả. Cái lá với cái quả nó lẫn vào nhau. Ơ chà. Tại vì nó cùng màu xanh đấy, nhìn hơi khó. Cây này thì quả to này mọi người. Cây mơ ở đây thì quả rất là to nhá. Này mọi người nhìn này. Quả to nhìn giống như quả đào, nhìn tự tưởng như quả đào ấy này. Ui công nhận cây mơ này nó to thật đấy. Quả nó to quá mọi người nhìn này. Đã, to hơn cây kia. Sai trái lắm mọi người. Mọi người nhìn này. Quả này này. Quả này to này. Mấy quả này to này. Quả này cũng to này. Đấy. Quả này mới là quả to mọi người này. Nhìn thích thật đấy. Xem bên này. Đây. Còn là quả mơ hết. Không còn quả nào khác đâu. Đây là quả mận. Đây mọi người mình cũng không biết quả này là quả gì. Nhưng mà mình nghĩ là quả mận, cây mận này. Cây mận này bé bé thôi mà sai quả. Thích quá. Mọi người nhìn này. Cái quả nó cứ vắn vắn vào nhau, nó sắn sắn vào nhau. Mọi người nhìn thích chưa? Đó. Quá quá. Nó tạm bảo bám ở thân cây này. Mình gần cái này. Ui cái trái này, cái khu này nó mới sai này. Ui đã quá. Đây là đây là quả mận đào mọi người ạ. Đây là mận đào nhá. Quả này là quả mận đào này. Ít nữa nó lớn nó to lắm mọi người. Bắt đầu nó anh chín này.
quả này ăn cũng rất là ngon, nó giòn ăn như quả đào đó. Nhưng mà nó thuộc loại như là dòng của mận đào. Đây cũng có một cây. Đây cũng là một cây mận đào mọi người này. À cái quả mận đào này là cái lá, cái hoa của nó màu hồng lắm mọi người, hồng phớt đẹp quá. Giờ mình mới biết đấy. Trước kia mình cũng có biết đâu. Nhìn đã chưa? Đây là quả gì thì mình cũng không biết nữa. Còn đây là nho này mọi người ơi, dàn nho nhà bác ấy trồng. Nhà bác chủ vườn trồng mà ra sai thế. Ê ui, mọi người nhìn thích chưa này? Đây là tàn nho thôi nhá. Wow. Để mình vào đây mình quay cho mọi người xem. Nho ra rất là sai mà mình đã quá. Cây này là cây gì nhỉ? Nó mới có ăn được không? Quả gì đây? Nho này. Đầu chùm nho nó ra. Thích quá. Ra đây thích ngắm vườn. Cái này là chưa được ăn, để khi nào được ăn thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Đây là những cây hồng. Nó bắt đầu đâm chồi nảy nọc rồi. Đây nè, đây là cây dâu tằm mọi người ơi. Cây dâu tằm này. Ô, quả chín. Kia là cây lựu. Cây lựu có mấy cây ấy, nhiều lắm, bác trồng khu này nhiều lắm. Thì bây giờ mình sẽ đi hái một chút nhót để về ăn nha mọi người. Thì được sự đồng ý của bác chủ vườn, bác bảo là ăn bao nhiêu thì hái về ăn. Giờ mình sẽ đi hái một ít về ăn. Nhót này là chín đỏ cây, chỉ cần có một chỗ hái cũng đủ ăn mọi người ạ. Rất là nhiều. Bên này thì nhót nó cũng nhỏ thôi, nó không một to như Việt Nam mình. Nhưng mà ăn rất là ngon, nó ăn nó có vị hơi chát chát nhẹ và vị ngọt mọi người ạ. Hôm nay hái đã tay luôn. Chín nhiều, chín đỏ hết cây này. Cái cây này cái hồi trước ấy mình cũng không biết là cây gì. À, có mấy tuần trước thì mình cũng ra vườn mình xem thì nó chỉ mới ra hoa thôi nên là mình cũng chẳng biết là cây gì nữa. Hôm nay mình mới ra thì mình mới thấy nó chín đỏ cây, đã có trái chín đỏ cây, mình giật mình nhé. Mình cũng ngạc nhiên. Xong rồi ra xem mới biết là đây là cây nhót mọi người. Cây nhót bên này thì nó cũng bé bé, nó cũng không được to như nhót Việt Nam mình. Mình hái về xong mình sẽ cho vào, mình rửa sạch rồi mình ăn luôn chứ. Mình cũng không phải trà cái vỏ ở cái vậy ở ngoài đâu mọi người. Tại nó nhỏ lắm, mình mà trà thế là nó bị sứt hết ra cái vỏ nó ra đó. Mình nghe nói là ăn quả này rất là tốt cho sức khỏe nhá. Ăn rất là tốt, mình cũng không biết là bên Hàn họ thích ăn không, nhưng mà ngày xưa ở Việt Nam là mình cũng hay ăn quả này lắm. Nhưng mà quả nó to bự, nó không có nhỏ như thế này. Mình để ý là người Hàn họ cũng không ăn quả này mấy đâu, cũng ít. Thi thoảng mình ra chợ mình cũng có thấy họ mang ra chợ họ bán đó. Nhưng mà mình thấy nhỏ quá mình cũng không mua. Mua về ăn chẳng được bao nhiêu. Mọi người nhìn thấy cái cây nó chín đỏ hết cây, thích quá. Cái này nó cũng rất là nhanh chín nhá. Mình không gặt những quả chín đi thì nó sợ nó rụng hết xuống ấy. Ngồi một chỗ mà gặt cũng đủ ăn. Rất là nhiều trái luôn mọi người ạ. Khu này nó chín, không biết gặt chỗ nào nữa. Chín nhiều quá, nhìn chỗ này cũng thích, chỗ kia cũng thích.
Năm nay ra vườn hái quả này được ăn ké quả quả nhót này mọi người. Mình không ngờ ngoài vườn hồng mình tưởng là trồng mỗi hồng thôi, nhưng hóa ra lại trồng nhiều, rất là nhiều cây ăn trái. Ui nhìn thích quá. Thì cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào video tới.